Quay lại lần kia. Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày 9 tháng 12, thì ở hồ bơi Nam Anh là tổ chức cái hội khỏe phù đổng để cho các bé ở trường để thi bơi. Đây, bây giờ mình đi review cái khung cảnh vòng vòng để lưu lại những tí video kỷ niệm của các bé. Giờ này phụ huynh đang ngồi ở trên bờ, các bé rất là háo hức nha các bạn. Giờ này bé mới có chuẩn bị thôi. Rồi, khởi động nha các bạn. Thi từ tấm lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì sẽ thi đấu vào lớp 5 sẽ thi đấu vào lớp 10, tương tự giống với nữ. Nội dung thì mình sẽ bơi tự do. Đó là đây nha, cổ động viên nha các bạn. Rồi đó, giờ lên nhớ lên kia. cố lên đúng rồi, cố lên, ừ, bước vào rồi, cố lên đúng rồi, cố lên. Cố lên, gần tới rồi. Tập trung. Đúng rồi, bơi tự do, cố lên. Đúng rồi. Cố lên, đúng rồi. Nhìn thẳng phía trước. Đúng rồi. Giỏi. Cố lên, đúng rồi, nhìn thẳng phía trước. Đúng rồi. Còn tí nữa thôi, cố rồi. Lê Phương cố lên, mạnh vô, lặn một hơi, đúng rồi, Lê Phương lặn một hơi một, bơi chân mạnh vô con. Đúng rồi, lặn một hơi một, mạnh vô luôn, hai tay hai chân mạnh vô, đúng rồi, mạnh vô luôn, chính rồi, mạnh vô. Giỏi, xuất sắc. Rồi, xong rồi đó con, đây đi con, nghe đứng mày đi con. Đúng rồi, giỏi, xuất sắc. Đúng rồi, giỏi. Rồi bơi ngược lên kia nó con. Quay lại lần kia. Trời ơi, hết ấy rồi. Rồi, xuất sắc, giỏi.
Đây các bé bơi xong bên kia thì qua hồ nhỏ bên đây để mà vui chơi nha. Rồi, nhanh chụp hình với Phim nha. Đúng rồi, xinh thế nha. Quang chụp hình với thầy nè. Đây. Thầy Quang gửi nón ngay sáng này Quang ơi. Đúng rồi. Cầm cái chương này lắm ơi. Cầm cái chương, cầm lên, cười lên. Rồi, cười lên cho đẹp, cười lên cho đẹp. Đúng rồi. Trời, ủa này, dễ gì mà. Không, dễ gì mà, thi cái này là thi liền, thi liền. Cười lên, cười lên, cười lên. Rồi, xin thấy nha.